muốn nghe kết đã. Quả như của thầy đã. Vâng. Thì rất là mong chờ, không biết là cái tin của các cháu là không biết là có mọi việc có suôn sẻ hay không, hay là có cái vướng mắc gì không. Thực ra là cũng hơn một tuần chờ đợi hơi sốt ruột. Dạ. Cái kết quả của các cháu tí. Thì bây giờ là xem thầy xem liên hệ rồi đúng không? Bây giờ có hai cái tin. Thì không biết là Minh Hiếu với lại Tuấn với lại các cháu muốn nghe tin gì nào? Tin nào trước nào? Một tin vui, một tin buồn. Rất là mình cũng rất là cố gắng rồi, tuy nhiên là nó có những cái điều nó ngoài gì, ngoài khả năng, cũng như nói chung là nó có một chút hơi khó một chút. Vẫn có thể làm được, mình nghĩ là có thể làm được, nhưng mà nó lại khó cho những người khác. Đấy, không phải khóc đâu nhá, ngoan ngoãn nhá. Chú với thầy Trung sẽ cố gắng xin cho cháu đi học nhá, chưa? Được chưa? Ngày mai là vẫn đi học chỗ cô Phương nhá. Vẫn đi học thêm nhá. Để biết nhá, chưa? Nhớ chưa nào? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Chưa nhá. Chú chào chào các ông, các bà, các cô, các ba. Xin kính chào các quý cô bác anh chị và tất cả mọi người trên kênh của Minh Hiếu cũng như là trên kênh của cháu Tuấn. Ngày hôm nay thì có một cái nội dung khá là quan trọng liên quan đến tương lai của các cháu. Đó là một cái thông tin từ người thầy Trung. Thì trong tập video trước thì không có mặt của cháu Tuấn. Thì cháu Minh Hiếu thì cũng vào đây và có cả thầy Trung nữa. Thì cái tập video đấy thầy Trung có Minh Hiếu chia sẻ, cậu chia sẻ cái hoàn cảnh của ba cháu nhỏ này đấy, về cái tình trạng học tập của các cháu. Thì được biết rằng là Xính cũng đã nghỉ học là 3 năm rồi, Mỹ cũng vậy. Thì thầy Trung thấy cái hoàn cảnh của cháu như thế rất là đáng thương. Thầy Trung có hứa rằng là sẽ gặp gỡ thầy hiệu trưởng ở Lũng Hồ này để trao đổi về cái vấn đề xin các cháu đi học lại ấy. Đấy thì hôm qua thì thầy Trung cũng có liên hệ lại với cậu rằng là có tin cho các cháu, nhưng mà cái tin đấy là tin buồn hay là tin vui cho các cháu thì bây giờ cũng phải chờ thầy Trung mới biết được. Cậu cháu thì cũng không được trao đổi trực tiếp với thầy hiệu trưởng ấy. Thì sau đây xin mời mọi người cùng dõi theo video cùng Minh Hiếu nhé. Và có lẽ là thầy Trung đang di chuyển ở bên ngoài này rồi. Thì bây giờ đi ra gặp thầy nhá. Đi ra gặp thầy nhá. Biết chào thầy nhá. Đi ra gặp thầy nhá. Nào đi thôi, đi thôi, đi thôi. Thầy không biết là thầy đã vào đây một lần rồi, nhưng có lẽ là sợ là ở trong này thì có nhiều anh em ấy, thầy đang ở ngoài này đợi có gọi. À đây rồi. Xin chào thầy nhá. Chào ông Minh Hiếu, chào Tuấn. Chào ba cháu nhá. Chú được rồi. Rồi. Ngoan quá. Rồi, xin chào thầy nhá. Rồi không gặp anh ạ. Thế nào? Ra đây đứng mình này, ra đây đứng cho đỡ nắng này. Ra đây. Ra đây. Ôi trời ơi. Nóng quá toát hết mồ hôi đây này. À đây, gửi thầy cái mic. Vâng. À đây, cho gửi thầy cái mic nốt. Cho thầy nói cho to. Rồi. Thế là anh em vào đây lâu chưa? Sáng nay mình vào đây với Tuấn từ sáng nay. Tranh thủ để anh em trời nắng ráo ấy. Vâng, cái thời tiết khô ráo. Kiểu mưa to quá. Tiếp tục vào áo nhà của cháu. Hôm nay đấy. Không, mình nghỉ mất 3 ngày rồi anh sợ lắm. Nhanh nhỉ, mấy hôm ấy. Mấy hôm cũng vào luôn đấy. Một tí nữa là sẽ cho thầy đi tham quan một rồi, chút. Rồi, có những sự thay đổi gì so với cái ngày đầu tiên thầy vào đây. Rồi. Đấy, nhưng mà trước tiên là có lẽ là cũng muốn nghe cái đã. Của thầy đã. Thì rất là mong chờ, không biết là cái tin của các cháu là không biết là có mọi việc có suôn sẻ hay không, hay là có cái vướng mắc gì không. Thực ra là cũng hơn một tuần chờ đợi hơi sốt ruột. Dạ. Cái kết quả của các cháu tí. Thì bây giờ là xem thầy xem liên hệ rồi đúng không? Đấy thì cũng như hôm nọ mình có dịp đấy, như hôm trước mình anh em đi đường có gặp nhau tình cờ. Hôm đấy thì cũng không gặp Tuấn. Thì là mình cũng tình cờ đi vào trong, mình cũng lo cái công trình nhỏ nhỏ của mình, thì có gặp Hiếu đang trên đường đi, thì anh em lại gặp nhau bắt qua trò chuyện, thì biết tin các cháu thế là vào đây. Đấy thì qua đó thì mình biết là hai cháu hiện tại là đang nghỉ học, mấy năm nay không đi học rồi. Thì cũng nguyện vọng các cháu là rất là muốn được đi học. Thì mình cũng có hứa là mình sẽ về, mình sẽ liên lạc với chỗ ban giám hiệu nhà trường để xem nếu mà được thì cho các cháu đi học.
Thì hôm nay cũng chính là lý do để mình vào đây. Đấy, mình cũng đấy hôm nay thì thấy thời tiết nó đẹp nên là mình cũng vào đây, không nghĩ là anh em vào đây trước. Đấy, thì các bạn tiện đường đây thì mình cũng ghé vào qua. Thì bây giờ có hai cái tin. Thì không biết là Minh Hiếu với lại Tuấn với lại các cháu muốn nghe tin gì nào? Tin nào trước nào? Một tin vui, một tin buồn. Rất là mình cũng rất là cố gắng rồi, tuy nhiên là nó có những cái điều nó ngoài gì, ngoài khả năng, cũng như nói chung là nó có một chút hơi khó một chút. Vẫn có thể làm được, mình nghĩ là có thể làm được, nhưng mà nó lại khó cho những người khác. Vâng, mà nó là điều nó thật sự là nó hơi khó một tí. Tuy nhiên là nhưng mà vấn đề là mọi người muốn nghe tin gì trước nào? Thế thì thôi mình cứ nghe tin vui trước đi. À, tin buồn mình cứ để sau đi. Rồi rồi. Thứ nhất là có ba tin. Một tin vui là hôm nay mình không hẹn mà lại gặp nhau ở đây. Đấy là cái niềm vui rồi. Đấy. Và hai nữa là cái tin vui thứ hai, đó là mừng cho cháu gái, cháu Mỹ nha. Mỹ thì qua quá trình tớ trao đổi với lại thầy hiệu trưởng thì thầy cũng nói là hiện tại bây giờ ấy thì các cái chế độ cũng như là cái danh sách mà tuyển sinh vào đầu năm học mới ấy, thì cuối năm học vừa rồi thì nhà trường cũng đã lập danh sách và cũng đã tuyển sinh, tiến hành tuyển sinh, cũng như là các cái chế độ của các cháu thì cũng đã tiến hành hoàn tất để rà soát để gửi ra ngoài huyện. Tuy nhiên là thầy cũng hứa và tạo điều kiện là đầu năm học mới thì gia đình sẽ đưa cháu xuống dưới trường, nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cháu là sẽ bổ sung cháu vào danh sách của học sinh nhà trường. Đấy. đấy là cái điều mừng thứ nhất. Cái điều mừng thứ hai là nhà trường cũng sẽ xin hỗ trợ kinh phí học tập cho cháu, như là sách giáo khoa rồi tiền ăn ở bán trú ở trong đấy. Là đấy là cái điều rất là mừng. Đấy, rất là mừng. Bởi vì như bây giờ như bây giờ cháu mà đi học ấy thì cháu không phải lo gì cả. Tuy nhiên là có một cái là các cháu phải cháu Mỹ ở dưới đấy thì phải học ở nội trú mà, bán trú mà, thì phải học ở đấy cả tuần và cuối tuần mới được về. Và vào đầu năm học mới thì cháu có chú nhỉ? Có chú ruột. Đấy, chú bố thì mất rồi, còn mẹ thì đi bước nữa rồi đúng không? Đúng. Thì bây giờ có chú ruột đây thì lúc đấy thì đầu năm học mới nhờ chú xuống, xong là sẽ làm cái bản cam kết với nhà trường là cam kết cho các cháu học tập, có nghĩa là không để các cháu bỏ học giữa chừng. Bởi vì như các cháu còn nhỏ này thì thật ra suy nghĩ các cháu nó cũng chưa được chín chắn lắm, bởi đúng vì rồi, có khi các cháu hôm nay thích đi học thì là đi học, mai nhớ nhà lại bỏ về đúng không ạ? Thì cái điều đấy thì cũng cần phải sự phối hợp cũng như là giúp đỡ của gia đình. Gia đình thì hiện tại là có chú ở gần đây thì mình cũng sẽ nhờ chú là động viên, ví dụ như hôm nào mà cháu về thì lại giúp nhà trường đưa cháu đến học, bởi vì nhà trường thì rất là nhiều học sinh. Mà như cháu Mỹ đây thì như thế này là nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất rồi, hết sức có thể để cho cháu. Đấy là quá tuyệt vời. Trước tiên là cảm ơn thầy. Rồi. Thế là quá tuyệt vời. Vâng, bây giờ đi học nhá, đi học xong là được ở bán trú và đấy. Có những ăn ở mọi thứ là không phải lo. Là phải lo. Không phải lo. Nhà nước lo hết. Nhưng cái điều thầy đang lo là sợ là các cháu là đã nghỉ học rồi đúng không? Đấy. Đã từng nghỉ học rồi. Đấy. Thì bây giờ là hiện tại là các cháu là không còn bố nữa, còn người mẹ thì lại thiếu không sự quan tâm và cũng đi bước nữa rồi. Đấy thì đang lo là sợ các cháu đi học một vài buổi lại nghỉ tiếp, đúng rồi. Ảnh hưởng đến sĩ số rồi là đúng rồi. Cái chế độ chính sách, các chế độ bây giờ là người ta là giao từ đầu năm rồi đúng không rồi. Bây giờ về là học sinh không đi học được cũng rất là khó. Vâng. Khó cái việc đấy cho nhà trường, đấy thực sự là một cái điều rất là tuyệt vời. Nếu mà được như thế là cảm ơn cái sự cố gắng giúp đỡ của thầy Trung, đã có sự tác động gặp gỡ người thầy hiệu trưởng ở xã này. Thì và thầy cũng đã tạo điều kiện hết cỡ là như thế. Là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Một cái mong muốn và sau này có thể là thay đổi cuộc sống của các cháu đó là được trở lại trường, có được thêm những cái kiến thức để sau này lớn lên có thể tìm được cái việc nào đó đỡ vất vả hơn. Không có là suốt ngày lên nương làm ngô này, trồng ngô rồi này. mấy nữa lớn lên mà không đi học là lại cống cái gùi, cống thêm em bé nữa thôi. Mỹ là có tin vui rồi nhá. Tới nay Mỹ được đi học rồi nhá. Nhớ chưa? Rồi. Nhớ chứ nhỉ ạ. Nhớ chứ nhỉ ạ. Em cảm ơn thầy đi. Em cảm ơn thầy.
cảm ơn thầy. Ừ, nhưng mà phải đi học ngoan, là đến lúc đi học là không được bỏ về đâu nhá. Nghe chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Ừ, thế là tốt rồi. Đang lo bây giờ rồi. Là cần có một cái người đại diện để mà thúc giục bé có thể là đi học đều đúng không anh? Ừ. Thì bây giờ vấn đề là đúng rồi. Là sợ là khi mà các cháu được đến trường rồi nhưng mà chỉ được vài dăm, ba bữa, bảy bữa thì lại không muốn đi nữa, là đấy, chán đấy. Bởi vì là nghỉ học trong một cái thời gian dài như thế, gần 3 năm trời rồi đúng không? Lại sợ lại đi học được một lúc lại thích xong lại thôi về sau lại chả thích nữa. Thôi, đấy. Đi nữa. Thế này thì cũng không được. Cái điều đấy là cái điều băn khoăn. Đang lo là may quá thì ở đây thì vẫn có ông chú. Vâng. Ông chú thì có thể là một người thay làm cha làm mẹ của các cháu được. Vâng. Và có thể là người đại diện khi mà cháu đến trường. Đấy thì rất là may vẫn còn có chú đó. Chứ vâng, vâng. Mình cũng lo bởi vì là hai anh em, chúng em thì không vào đây được thường xuyên. Vâng. Đấy. Chứ không vào đây được quán xuyến, được chăm sóc các bé cũng như là được thúc giục các cháu đi học được. Nói chung là mình có vào ấy thì nó chỉ vào thưa thưa thôi. Đúng rồi. Chứ đa phần là phải là cái quả này thì cái nhiệm vụ này thì có lẽ là tiếp tục là dành cho người chú thôi. Đấy, có sự trao đổi với người chú. Như hiện tại thì Minh Hiếu cùng với Tuấn đang cố gắng là kết nối yêu thương để biết đâu là có cái sự trợ duyên là người chú là có cái xe máy thì mới đưa đón được. Đấy, đưa đón các cháu đi học này bây giờ từ đây ra Lũng Hồ cũng phải gần chục cây số thì phải có sửa xe máy, chứ đi bộ chắc là các cháu chắc là đi được một vài tuần chắc cũng không ổn là lại nghỉ thôi. Đấy, thực ra là như thế. Thì cũng mong rằng là nếu mà có cái xe máy thì lại tiếp tục là cậu cháu mình lại nhờ góc độ là nhờ vừa là cháu ruột của chú Cớ thôi. Thì mình nhờ ông Cớ thôi. Nhờ Cớ là giúp cái việc là đưa đón cuối tuần thôi mà. Đầu tuần là đưa đi đúng không? Hình như là đúng chiều rồi. Chủ nhật là đưa đi, là chiều thứ sáu rồi. Đúng rồi, thứ sáu thì thứ sáu được về. Tiểu học là thứ sáu rồi mà. Thứ sáu là về thôi. Đấy. Hay nữa là tới này mà cháu đi học ấy thì mình cũng xin số sẽ liên lạc với cô giáo chủ nhiệm. Đấy, bởi vì các lớp thì đều có cô giáo chủ nhiệm riêng. Thì anh em sẽ giữ cái liên lạc với cô giáo và cũng thường xuyên trao đổi cũng như là về cái việc học của cháu xem là cụ thể như thế nào. Rồi. Hoặc là khi nào mà ví dụ như mà cháu mà có việc gì cháu nghỉ học mà nhà trường thông báo đến thì anh em lại điện vào, không nếu mà không vào được ấy thì lại điện vào cho chú. Để có thể đưa đón cháu đi học. Và cái quan trọng nhất là bởi vì lúc đầu mới đến cháu nghỉ lâu rồi thì cái điều bỡ ngỡ rồi rụt rè chắc chắn là không tránh khỏi. Đấy thì chắc chắn ít nhất cũng phải mất 1 đến 2 tháng thì cháu mới hòa nhập, mới quen với các bạn được. Bây giờ ngồi cùng lớp thì đấy. Thành là lớn tuổi nhỉ. Đấy, là lớn tuổi hơn các em. Đấy cho nên là rồi nhà như rồi, vậy. Có lẽ là cái tin đấy là tin vui rồi đúng không nhá. Xin chúc mừng Mỹ nhá. Vâng. Xin chúc mừng Mỹ đã có kết quả là được đi học nhá. Rồi về cái tin cái tin này thì thầy là không biết là nó thật ra thì liệu có chuyển thành tin vui được không hay là vẫn cái tin này nó nói chung là nghe trước đi đúng vâng. Không rồi, thật ra thì cái này nó mình đã suy nghĩ trăn trở suốt mấy ngày hôm nay rồi. Mình cũng đã tâm sự với lại chỗ ban giám hiệu nhưng mà cũng rất là khó bởi vì trường hợp của em Xính thì trước đây là em nghỉ học cách đây là gọi là hơn 3 năm rồi đúng không ạ? Yeah. Thì cái lúc em nghỉ ấy, thì em mới học đến lớp 3. Lớp 5. Nhưng mà em lại không học hết. Đấy thì lúc đấy em học đúng độ tuổi em không học hết thì thành ra là nhà trường không làm cái bằng tốt nghiệp cho em được. Còn bây giờ tuổi của em bây giờ là em năm nay là 13-14 tuổi rồi. Yeah. Thì nếu mà đi học thì nếu như các bạn đang ngồi ghế nhà trường ấy thì nó phải học lớp 8. Yeah. Đấy năm nay là lớp 8 rồi. Yeah. Thì bây giờ với độ tuổi em thì nếu cho em học lên cấp 2 thì em lại chưa có bằng tiểu học. Mà nếu cho em đi học tiểu học thì lại quá tuổi mất. Cho nên là nó đang rất là khó cho nhà trường. Thì hôm cũng mình cũng trao đổi với thầy hiệu trưởng thì thầy cũng nói là hiện tại thì trong khả năng của thầy, trong thẩm quyền của thầy thì thầy quyết định là giúp được Mỹ. Đấy, còn đối với em trai thì hiện tại bây giờ là nó bởi vì nó liên quan rất là nhiều cái chế độ. Hai nữa là liên quan đến sĩ số học sinh. Bởi vì bây giờ tự nhiên mà trong trường lại có một em học sinh mà đi học diện gửi nhưng lại không vào, không phải là ở trong danh sách nào, không ở chế độ nào. Đấy, ví dụ như mà em đi học lớp 5 đúng không ạ? Thì cái độ tuổi nó như thế nên nó quá mất cái độ tuổi. Nó rất là khó cho nhà trường. Mà bây giờ cho lên cấp 2 thì em không có bằng tiểu học thì cũng không thể lên cấp 2 được. Đấy cho nên là cái này là điều mình rất là trăn trở, suy nghĩ rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ cũng
thật sự là trước mắt bây giờ là cũng chưa có hướng để giải quyết, bởi vì bây giờ các thầy cô thì đang trong dịp nghỉ hè. Đấy, thì có lẽ nào thì tới này đến khi đầu năm học mới thì có thể nhờ chính quyền xã xem nếu mà tạo điều kiện được thì can thiệp được thì tốt. Được, đấy đấy là cái tin thật sự là mình rất là tiếc, đấy, rất là tiếc để phải báo đến em. Bởi vì mình nhìn thấy hoàn cảnh của các em mình cảm thấy rất là thương, rất là thương. Cũng muốn làm hết tất cả sức có thể. Nhưng mà bởi vì cái này nó lại vượt quá khả năng của mình. Rồi. Đấy, bởi vì bây giờ nó liên quan đến rất là nhiều yếu tố. Còn nhưng mà mình cũng nghĩ một hướng là ví dụ như hiện tại là có bạn này đang ở nhà đúng không? Đang học ở đây đúng không ạ? Thì bây giờ đối với bạn ấy, chữ bạn ấy cũng đều biết hết rồi, mọi thứ bạn ấy biết hết rồi đúng không ạ? Nhưng mà muốn là cho bạn ấy có một môi trường học tập thật là tốt để bạn sau này trưởng thành tốt hơn thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Tuy nhiên là bây giờ thì còn bạn ấy ở đây một mình thì cũng cần phải có người chăm sóc. Đúng ạ? Thì mình nghĩ nếu mà có thể các mạnh thường quân mà có thể giúp đỡ được thì bạn ấy có thể ở nhà, mình có thể tạo điều kiện mua cho bạn ấy một đôi dê hoặc là một cái gì đó để cho bạn ấy chăm ở nhà, vừa chăm em. Đấy, ngoài cái thời gian nấu cơm nước cho em, lo cho em thì bạn ấy có thể đi cắt cỏ về cho dê hoặc là cho bò chẳng hạn. Sau đó mình cũng làm quán xuyến mọi việc trong gia đình luôn. Thì mình nghĩ như vậy đấy hợp lý. Còn tới này bạn ấy lớn một chút thì mình sẵn sàng đón bạn ấy ra ngoài kia ở với mình để làm ngoài kia giúp đỡ mình và hàng tháng mình sẽ gửi lương cho bạn ấy. Đấy, đấy là hướng như thế. Mình nghĩ có thể đấy là cũng một hướng mở. Chứ còn bây giờ nếu mà xác định vẫn đi học thì mình nghĩ là với cái độ tuổi bây giờ nó rất là khó. Nó khó, thứ nhất là ai cũng muốn giúp đỡ thôi đấy, trong khả năng có thể. Tuy nhiên nếu mà cái sự giúp đấy nó làm khó cho người khác thì mình nghĩ là nó cũng hơi khó một chút. Đúng rồi. Đấy, cái này mình cũng rất là suy nghĩ. Vâng, cái gì cũng là xin ý kiến của Hiếu với Tuấn với lại các mạnh thường quân có thể. Rồi. Bởi vì cái này thì mình cũng cần phải gặp trực tiếp chỗ lãnh đạo xã. Nhưng mà xác định là muốn lo cho em đi học thì cần phải gặp lãnh đạo xã. Và trực tiếp là lãnh đạo của hai trường, tiểu học và trường cấp 2. Mà mình như trường hợp của bạn này chắc chắn là cũng sẽ phải liên quan đến phòng giáo dục. Cho nên là nó cũng tương đối là phức tạp đúng không? Vâng, đấy. Thực ra là phải nói là cũng rất là tiếc cho Xính. Rất là tiếc cho em Xính. Em Xính thì được cái là rất là chịu khó, rất ngoan chịu khó. Những ngày tháng đầu tiên mà Minh Hiếu cùng với Tuấn vào ấy thì cho đi học thêm thì hai anh em phải nói là rất là chịu khó. Rất là chịu khó đeo cặp đi tận trên kia học thêm. Thì mới tích lũy mới có thể là cập nhật được những cái kiến thức ngày xưa đã học và chữ viết hôm nọ thầy cũng xem qua là như thế. Rồi, chữ rất là đẹp. Là như thế. Nhưng mà được bây giờ là phải nói là rất là tiếc như như chia sẻ của thầy Trung ấy thì cũng đã góc độ Minh Hiếu là cũng đã nhờ thầy Trung và thầy Trung cũng đã có những cái tác động, có những cái sự giúp đỡ gặp gỡ người thầy hiệu trưởng và người thầy hiệu trưởng cũng đã giúp đỡ hết cỡ rồi. Do là về cái lý do là không thể khác được, đó là cái độ tuổi của Xính nó là rất dở giữa giao thoa giữa tiểu học với cấp 2. Đúng rồi. Đấy, nếu mà nó là cấp 2 hẳn rồi thì lại ví dụ lớp 6 dễ. Rồi thì nghỉ nhưng mà chưa học hết lớp 9 chẳng hạn thì mình đi lại học lớp 6 có đúng khả rồi. Năng là cái hy vọng của nó, cái cơ hội đến trường thì khả năng nó sẽ khác hơn vâng, tí. Đúng rồi. Nhưng mà hiện tại thì Xính thì lại đang giữa tiểu học thì chưa xong được, tiếp cấp 2 thì chưa tới. Đúng rồi. Đó thì là một cái điều rất là tiếc cho Xính. Đấy. Nhưng không sao, tới này đầu năm học mới này anh em mình cùng nhau lại tiếp tục có thể sẽ hỏi lại thật kỹ xem. Bởi vì khi các đơn vị trường học đều lên hết thì mình sẽ liên lạc với các ban giám hiệu thì biết đâu lại có thể có một hướng nào đó giải quyết. Bởi vì đối với các thầy làm quản lý thì các thầy luôn luôn có những cái hướng mở có thể giúp đỡ được. Đúng không? Trước mắt thì tạm thời thì tin về Xính thì cứ như vậy đã. Còn đấy, còn đối với Mỹ thì là yên tâm rồi. Đấy là điều chắc chắn rồi. Bởi vì thầy hiệu trưởng đã hứa là sẽ đầu năm mới sẽ bổ sung danh sách và cũng sẽ bổ sung chế độ cho cháu. Đấy là điều rất là mừng rồi. Vâng. Cảm ơn rất là nhiều. Như vậy là Mỹ thì có khả năng quay lại trường học. Vâng, đấy là 100% rồi. 100% rồi. Còn Xính thì bây giờ vẫn đang khó khăn một chút là như thầy Trung chia sẻ là bây giờ là quá độ tuổi mất rồi. Và đang nếu mà học lớp 6 giờ thì nó lại khả năng là vâng, lại có thể. Bây giờ là lớp 5 giờ mà thành ra là đáng nhẽ ra là ngồi học lớp 8 rồi. Đúng rồi, đúng độ tuổi là học lớp 8. Đang là chuẩn bị lại mò đi học lớp 5.
cái điều đấy thì có lẽ là cũng không ai muốn cả. Nói chung là ai cũng muốn tạo điều kiện giúp cho các cháu thôi, và đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh như thế này. Đấy, tuy nhiên thì cũng phải có những cái quy định cũng gây khó khăn cho những người liên quan tới. Thì như thầy Trung vừa nãy cũng chia sẻ, thì nếu trong thời gian tới thì vẫn có khả năng, một là nếu mà không may mắn mà cháu Xính mà ở nhà ấy, thì thầy Trung cũng nói rồi, sẽ mua một đôi dê để làm cần câu cho Xính phát triển kinh tế ở nhà chẳng hạn. Mặc dù là nhỏ chẳng hạn, nhưng mà làm những cái công việc nào vừa sức bà này thì cháu Tuấn nghĩ rằng là cháu Xính có thể làm được. Và ở nhà thì có em ở nhà cùng nữa, và đặc biệt bây giờ là không phải lo về vấn đề nhà cửa nữa rồi, không lo mưa, không lo tường sập đổ nữa rồi mọi người ạ. Chỉ trong vòng khoảng tầm 10 ngày nữa thôi thì có lẽ là căn nhà của ba bé Xính thì và mình sẽ được hoàn thiện. Và cái thứ hai nữa là thầy Trung cũng chia sẻ là trong thời gian tới thì có lẽ là anh em mình cũng sẽ kết hợp lại một lần nữa, xem sao để xem là còn có hướng nào đi nữa không. Bản thân em thì nghĩ là nếu mà cho bé Xính mà được đi học thì đó là điều tốt hơn cả. Chính xác. Đấy là điều tốt nhất có thể. Đấy, bởi vì là thứ nhất, có cả Mỹ đi học cùng, hai anh em sẽ tạo động lực cho nhau để cùng nhau đi chẳng hạn. Biết đâu một ngày nào đó chú Cớ, tuần này chẳng hạn chú Cớ không đưa đón đi học về thì hai anh em cũng có thể là tự cùng về nhau, nữa. Cùng nhau đi bộ về. Cùng nhau đi, xong rồi ở dưới thì các cháu vẫn còn có cái chỗ nương tựa với nhau. Bởi vì là em nghĩ là ở đây Mỹ bây giờ, ở trong đầu làng này thì có chỉ có 4 nóc nhà thôi, chắc chắn là cũng không quen nhưng các bạn ở dưới nhiều lắm. Dạ, có quen thì có quen nhưng mà cũng không thân lắm. Thì bây giờ nếu mà đi xuống dưới học ấy, thì bé Mỹ sẽ lại là một bạn lạ nước lạ cái rồi. Thế phải làm quen, như thầy nói chia sẻ, phải mất trong vòng 1 đến 2 tháng để có thể làm quen với cái môi trường mới. Đấy, thì lại không có anh Xính nữa. Thì vấn đề đấy em cũng rất là lo. Thì vẫn theo như bản thân em nghĩ thì em vẫn mong muốn là anh em mình sẽ cố gắng tìm một cái cách mới để có thể là giúp cho bé Xính có thể là quay lại được trường học giống như bé Mỹ. Thì đấy là một cái điều mà em cũng mong muốn, và em cũng hy vọng rằng sẽ có thể là được suôn sẻ. Đấy, thì không biết hai anh nghĩ như thế nào? Nói chung là hiện tại thì cũng đã gặp gỡ thầy rồi, và như thầy Trung nói ấy, là có lẽ là thực ra là thầy hiệu trưởng cũng đang tìm cách, có thể là cũng đang tìm cách, thầy Trung thầy hiệu trưởng cũng đang tìm cách là trước mắt là theo quy định là không thể rồi, không thể bởi vì là độ tuổi nó quá rồi đấy. Thì cái phương án mà làm kinh tế đấy có thể là cái mình dự tính là cái tình huống mà có thể là rồi, không thể đi học được nữa rồi, thì mình bất khả kháng nữa. Bất khả kháng đấy, tính phương án đấy rồi. Nếu mà có thể nữa thì làm một vài năm kinh tế, xong khi đó là cậu Minh này, Út này lớn rồi đấy, Mỹ cũng lớn rồi, thì khi đó là thầy Trung cũng có những cái cơ sở kinh doanh ở ngoài kia, làm ngoài đấy. Nếu mà có tạo điều kiện giúp đỡ được ấy, thì lúc đấy là Xính có thể là ra ngoài kia làm thêm, làm ngoài. Nhưng ý là hiện tại là Minh Hiếu đang muốn là trước khi Xính bước chân ra ngoài xã hội để kiếm những cái công việc ấy, thì ít nhất là cũng phải có những cái kiến thức và có những cái ngôn ngữ nhất định, phải học biết được tiếng Việt, tiếng phổ thông thành thạo. Khi mà ra ngoài đấy thì có thể là thầy vẫn có thể là tạo điều kiện giúp đỡ, nhưng mà khi mà ra ngoài kia thầy bảo lấy cái này thì Xính cũng phải biết. Ý là như thế, đi học là muốn như thế, chứ không mà bây giờ chỉ bảo em đi lấy cái này cho anh, cho thầy chẳng hạn, thì lại không biết nó là cái gì, thì đó là một cái điều là không thể là ra ngoài kiếm được. Ở đây là bởi vì là Minh Hiếu cũng đã gặp khá là nhiều lao động ở những cái thôn sâu xa này, chỉ vì là không biết tiếng phổ thông đi ra ngoài làm không được, không có cửa làm, không giảm công luôn, không biết là công mình là được bao nhiêu tiền, không biết nói, không biết giao dịch, chỉ biết cái tờ tiền thôi mà người ta cho bao nhiêu không biết, mà không biết khiếu nại, cũng rất là thiệt khiếu nại chả biết là mình nói cái gì, nên là rất là khó. Ý là nếu mà được thì anh em mình cũng còn cố gắng, cũng mong thầy là bởi vì là cũng khá là, nếu mà Xính mà không đi học được thì rất là tiếc luôn. Vì hai cháu này, như ban nãy là cháu Tuấn cũng nói một chút là thực sự là các cháu là cũng đã nghỉ học rất là nhiều năm rồi, hai ba năm rồi, bây giờ trở lại thì nó là cái môi trường rất là mới mẻ luôn,
rất là khác lạ luôn. Đấy, bạn bè mình thì bây giờ là học lớp 8, 9 hết rồi. Đúng rồi. mình là đang ngồi với cái bạn mà nó nhỏ tuổi, ít tuổi, thì thực ra là cái tâm lý của các cháu là sợ thế này thế kia. Thì có hai anh em đi học thì nó tốt hơn. Đấy, có sự nương tựa vào nhau, bởi vì ở đấy ở bán chú mà. Đúng rồi. Rất là khó, thì ở đây thì còn có chú cớ ở nhà, thi thoảng là còn dòm ngó cho tí, nhưng đi ngoài kia thì sợ là cũng không có bạn bè, thì học các cấp thì cũng rất là khó rồi. Thì nếu mà được nữa thì cũng mong rằng thầy đến đầu năm học mới có những cái sự trao đổi lại giữa với thầy hiệu trường xem có thể còn có cái hướng nào khác được không. Đấy, trước mắt thì nói chung là hiện tại bây giờ mình cũng suy nghĩ rất là nhiều. Đấy, nếu mà bây giờ có đi học ấy, có chăng ấy, nếu mà khả năng nhà trường có tạo điều kiện giúp đỡ hết mức có thể, hoặc có thể nó gọi là ngoài ấy, gọi là chưa có tiền lệ ấy, thì may ra là cho em học lại lớp 5 để cho em hoàn thành cái chương trình lớp 5 xong rồi cấp em cái bằng. Xong sau này em lại học tiếp lớp 6 thì may ra nếu mà được như thế thì là điều tốt nhất. Tuy nhiên là vấn đề là nó khó, là khó cái chỗ là cái độ tuổi em nó quá mất rồi. Đấy, nó khó là như thế. Và bây giờ tất cả mọi thứ hệ thống điểm là ở trên phần mềm hết. Đấy, nó cập nhật dữ liệu ở trên phần mềm hết. Mà bây giờ tự nhiên nó như thế này nó rất là khó cho nhà trường. Nó thật sự là vấn đề nó có một số vấn đề tế nhị. Đấy, trong ngành. Đấy, nhưng mà chắc chắn mình nghĩ là thôi đầu năm học mới nhỉ. Thì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhà trường xem có thể giúp đỡ được thì sẽ tìm hướng tháo gỡ. Còn lúc đấy mà không nhà trường trả lời không thể được nữa thì lúc đấy chúng ta sẽ tính phương án 2. Lại lúc đấy thì lại nhờ các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho cháu để cho cháu có một cái sinh kế sau này. Đúng không ạ? Thì nếu mà không được nữa thì mình cũng chỉ chấp nhận thôi. Đấy thì bởi vì lúc đó nó cũng do bất khả kháng rồi. Bất khả kháng. Đấy. Chắc chắn là các thầy cô giáo thì ai cũng vậy thôi, đều làm mọi điều tốt nhất có thể. Bởi vì cái việc đi học là quyền của các cháu mà. Thì ai cũng vậy thôi, đều sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu đi học. Nhưng nếu mà có những cái mà nó bị trái quy định hoặc là nó bất khả kháng thì chắc là mình cũng không thể làm khác được. Đấy, nói chung mình cũng phải đặt cương vị của mình vào vị trí của các thầy trong ban quản lý. Nhưng mình nghĩ chỉ hy vọng là chắc chắn là đến đầu năm học mới thì gặp các thầy cô ban giám hiệu thì các thầy cô mình sẽ trao đổi lại. Biết đâu đó có thể có một cái hướng nào đó, hoặc là các thầy cô ở trong ban giám hiệu nhà trường xin phép ý kiến của lãnh đạo cấp trên, nếu mà được thì lúc đấy chúng ta sẽ tính tiếp, đúng không ạ? Còn nếu không được thì chúng ta cũng lúc đấy thì cũng sẽ tính phương án 2. Nói chung là vẫn có tia hy vọng, nhưng mà nói chung là mình cũng phải tính toán các cái phương án. Ít nhất là cũng phải lo cho các cháu. Đấy. Bởi vì cháu hiện tại cũng còn quá trẻ. Đấy thì mì thì có tin đi học rồi nhá, nhưng mà Xính thì cũng không phải buồn đâu nhá, Xính nhá. Sang tuần thứ hai thì vẫn cứ đi học thêm bình thường nhá, không sao cả. Không, vẫn học ở đây bình thường, nhưng mà mình đang học không vấn đề gì đâu nhá. Mình đang học thêm ở đây thì cứ học bình thường. Không phải buồn đâu nhá. Nếu mà các chú và thầy Trung này sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để xin cho Xính với Mỹ cùng nhau đi học. Đấy. Không có là rất là tiếc cho Xính. Đúng không? Đấy thì tôi thì có lẽ là hôm nay là một cái có hai cái tin vui là anh em mình có dịp gặp nhau ở đây. Đấy. Và cháu Mỹ là cũng đã có cái cơ hội là được đến trường rồi. Thầy Trung nói là 100% là được đến trường rồi. Còn cái vấn đề là làm hồ sơ, đúng không? Hồ sơ thì có lẽ là đến đầu năm học mới thì khả năng là nhờ chú thôi, chú ruột thôi. Mình hộ viết, xong chú ruột đúng là rồi. Sẽ đại diện đi. Sẽ đại diện đi, chứ mình thì không thể đại diện được. Mình không có anh em họ hàng gì thì khó lắm. Người bảo hộ thì không phải, người giám hộ thì không phải, nên là cái đấy thì khả năng là có một cái cuộc trao đổi gì với cớ thì đấy thì mình hiểu cùng với Tuấn thì sẽ lo sau. Trước tiên là cảm ơn thầy nhé. Đâu nhỉ? Tiện cho mình ngắm qua cái nhà các cháu xem tiến độ thế nào nhỉ? Để xem nhà mới đến đâu rồi. Đi dẫn thầy đi xem nhà tí là. Cũng suy nghĩ đấy, bởi vì là tầm tuổi bạn này là bạn biết suy nghĩ rồi. Thôi không sao, bây giờ là dẫn thầy vào xem nhà Xính tí nhá. À dạ, nhanh thế nhỉ. Đây, nhà của Xính đây. Thế mấy hôm vừa rồi còn mưa đấy nhỉ. Hôm nay mưa đấy. À dạ, lát được gạch hoa được à? Đấy. Đang lát. Ôi rồi. Lát là
chiều nay là đổ cái bàn bếp anh ạ. À, đây nhìn cái khác hẳn luôn. Vào trong này được. Ờ ờ. Đây đây. Không phải đâu anh ạ. À, đây, đây. Không cứ ấy đâu mà cứ. Ôi. Đây đã lau sạch sẽ rồi đây. Vâng, rất là sạch sẽ. Tí nữa là lại là tí nữa mình lại đổ. Vâng, lại đổ lên đổ. Xong rồi mình vâng. Chát cho các cháu sạch sẽ. Nếu mà còn thừa gạch ấy thì sẽ anh em tự cũng bảo ốp cho những cái phần à rồi. Cái mắt của mình nhìn. Vâng vâng. Và cũng dễ cho nó được vệ sinh. Vệ sinh nhất. Vâng. Ví dụ như cái nếu mà thừa thì có thể lát ở bên này. Đúng rồi. Đấy, anh em thợ thì rất là tuyệt vời luôn. Vâng. Rất là cẩn thận. Đây nhìn làm như này là thấy rất là cẩn thận. À đây, hệ thống đường ống đã lắp hết rồi đấy nhỉ. Nội vào chưa thấy gì cả, chưa có gì cả. Đấy hôm nay đã mặt bằng mọi thứ xong xuôi rồi. Đấy, điện đi chim ấy. Đây già. Quá tuyệt vời. Anh em cũng đã để sẵn hết rồi cái chỗ thoát nước rồi là các thứ. Gạch rất là đẹp luôn. Ra thì lúc mà mới lát đây thì nó cái màu này thì thực ra là ở nông thôn mình cái màu này màu nó là màu, thể, màu này màu đẹp nó không phải sáng mà nó cũng rất là hợp luôn sạch sẽ đúng rồi có bẩn tí thì nó cũng nhìn nó cũng không lộ lắm mấy nữa là cái phần phòng khách là cũng à. Màu này luôn này à cũng lát màu này luôn à cao hơn một xíu đấy đứng đây này à Mitu đi vào nhà trước đi nhá thế là cái chỗ quá nhá à thế là phòng đây nhưng mà tới đây phòng khách thì mình có làm cao hơn không hay là vẫn bằng mấy... chắc phải nâng cao hơn chứ đúng không nhỉ à... cao hơn cái phần không gian phòng bên ôi bên này coi như là xong rồi nữa chát xong rồi mọi thứ xong xuôi rồi chát ở phía trong à, lát à, nhanh thật đấy anh em phải nói là làm nhanh thật đấy phòng ôi phòng này chắc là ngày hôm nay xong rồi đúng không còn phòng bên này nữa thời tiết không ủng hộ thôi. Các bạn thân mến, như thầy Trung cũng có đến báo một cái tin vui đến với Xính và Mị. Thì thực ra là thầy Trung cũng có độ là mình hiểu nhờ thầy Trung là một người bạn. Thầy Trung đi làm trong lĩnh vực giáo dục thì có những cái mối quan hệ, những cái góc độ quen chỗ thầy hiệu trưởng. Thì có tâm sự với thầy hiệu trưởng cũng đã giúp đỡ rất là nhiệt tình rồi. Đấy, thì... chỗ em mì quay mặt vào đây, mì quay mặt vào camera, quay mặt vào kia nhá. À, xin chúc mừng mì là đã có cái tin vui là được đi học nhá mì nhá. À, đi học rồi là phải cố gắng nhớ chưa, bây giờ là thời gian mà nghỉ hè ấy, đi học thêm ấy là phải cố gắng nhá, nhớ chưa. Ừ, tới này là đi xuống đi xuống xã là đúng rồi ngẩng đầu lên đấy, tới này đi xuống xã là phải chịu khó nhá. Nhớ chưa? Còn Xính thì thầy Trung cũng đang cố gắng nhất Xính nhá. Mong muốn là sẽ xin cho Xính đi học. Có thích đi học không? Hả? Không thích đi học nữa à? Không thích. Sao lại không thích? Hả? Sao lại không thích đi học? Vẫn thích đi học đúng không? Hả? Ừ. Nhưng mà ngày mai là vẫn đi học nhá. Đừng có không được buồn nhớ chưa. Không phải buồn đâu. Thực ra là cậu ấy cũng đã biết rồi. Và biết một cái tin thực ra là không vui mấy đến với cậu Xính. Còn Mị thì khác hơn một tí. Thôi không phải khóc đâu nhá. Chú với lại thầy Trung sẽ cố gắng là xin thầy cho Xính đi học nhớ chưa. Nhớ chưa. Nhớ chưa? Cháu nhớ chưa? Ừ? Không phải khóc đâu nhá, không phải buồn đâu nhá. Đấy thì thực sự là cậu rất là thích đi học. Đấy thì nhưng mà phải nói là cái tuổi của Xính thì rất là tiếc một chút là cũng đã quá tuổi rồi. Đấy, không phải khóc đâu nhá, ngoan ngoãn nhá. Chú với thầy Trung sẽ cố gắng xin cho cháu đi học nhớ chưa? Nhớ chưa? Ngày mai là vẫn đi học chỗ cô Phương nhá. Vẫn đi học thêm nhá. Để biết nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Chưa nhớ. Ừ, rồi, ok. Đấy thì với cái mong muốn rằng là mình Hiếu cũng sẽ cùng với thầy Trung là cố gắng bằng mọi cách có thể là cho hai bạn này đến trường, đến lớp. Thực sự nếu mà Xính mà không được đến trường nữa thì phải nói cũng rất là tiếc cho Xính. Bởi vì Xính thì cũng rất là chịu khó. Và hơn nữa là hiện tại là cũng 14 tuổi thôi.
Nếu mà để làm một cái gì đó ở nhà thì cũng rất là khó. Sức khỏe thì cũng chưa đến mấy, còn nhỏ quá. Thì nếu mà không được cái phương án cuối cùng nhất, không được thì có lẽ là mình Hiếu cùng với Tuấn sẽ tính những cái công việc gì đó, hoặc là mua một cái gì đó, dự án sinh kế, làm kinh tế ở nhà cho Xính. Đây là giải pháp cuối cùng nhất. Nhưng mà nếu được thì vẫn cho Xính cơ hội đi học để sau này có ra ngoài xã hội tìm những cái công việc gì đó thì nó cũng thuận lợi hơn nhiều khi mà đã có cái trình độ văn hóa, tiếp cận được những cái dịch vụ xã hội sẽ nhanh nhẹn hơn. Thì có lẽ là đến đây ấy, thì mình cũng xin phép được tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những thứ tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn dõi theo, luôn luôn ủng hộ, đồng hành cùng Minh Hiếu. Và có lẽ rằng Minh Hiếu cũng sẽ cố gắng để các em có cơ hội được đến trường. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và hẹn gặp lại các cô, các bác trong những thước phim tiếp theo. Xin chào.